Liên quan đến giao thông, vào chiều ngày 18 tháng 7, trên tuyến quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa, một chiếc xe khách bị mất lái lật nghiêng khiến cho 4 du khách người Trung Quốc tử vong. Một số người khác thì phải đi cấp cứu. ngay sau khi xảy ra tai nạn, thì lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để đưa người bị thương đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường vụ tai nạn. Xe khách chở 23 hành khách gặp nạn, mang biển kiểm soát 29B40583, do tài xế Hồ Ngọc Hưng, sinh năm 1965 điều khiển. Khi đang đổ đèo Khánh Lê, thuộc địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh thì bất lái và lật nghiêng. Vụ tai nạn đã làm 4 du khách Trung Quốc tử vong. Hiện chưa rõ số người bị thương, tất cả đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhiều người trung quốc may mắn thoát chết cùng người đi trên đường tham gia hỗ trợ người bị thương ngay sau khi xảy ra tai nạn cảnh sát giao thông và lực lượng y tế cứu hộ đã đến hiện trường đưa người bị thương về bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa điều trị để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này thủ tướng chính phủ yêu cầu các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ thuốc men thiết bị y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan của Bộ Ngoại giao và đại sứ quán Trung Quốc trong quá trình xử lý các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định pháp luật.